Em ơi, xin chào các bác, xin chào các anh chị. Hôm nay kênh em lên sóng một số dòng loa JBL đến từ USA. Đây là những dòng loa full chuyên hát karaoke bass 30 và bass 40, cũng là một chép kèn nằm ở bên trên. Em sẽ đi đến một cặp loa full 30 này trước. Đây là dòng full 30, một bass 30 nằm ở phía trước này, cùng với lại bên trên là một loa chép kèn nhìn rất là xịn sò luôn. Đây là dòng loa đến từ Mỹ nha, USA luôn, bass 30 hai đường tiếng này. Em sẽ quay mặt sau để cho các anh chị xem. Đấy, và sau nó là đẹp, tuyệt vời đẹp. Cái tên thông số của nó nằm ở mặt trên. Đây là mặt trên của loa nha. Đây, cái tên thông số cũng là một cái cọc loa này, JBL model là 12MI Made in USA. Đây, chở khá là 8 ohm và nó được thiết kế bằng hai đường vô, một đường vô bằng jack pit công này và một đường vô bằng jack 6 ly. Đấy, một cái jack rất là quen thuộc rồi. Đường vô của nó là nằm ở bên trên nha, cũng là những cái tên thông số luôn. Đấy, những cặp bát như thế này, dòng full JBL đến từ USA, các anh chị có thể chơi tốt phòng 30 đến 40 mét vuông đổ lại hoặc là 25 mét vuông đổ lên nha. Đấy, những dòng loa full này tiếng rất là bay cũng như là rất là hay nha. Tuy bát 30 thôi nhưng mà nó có thể kêu bằng bát 40 của hàng China luôn, hoặc là có thể hơn, tiếng này hơn rất là nhiều nha. Và đặc biệt là những dòng loa full đến từ Mỹ này nó rất là nhẹ men công suất, như những con bát 30 này. Các anh chị có thể dùng đẩy 12 sò hoặc là 16 sò là đánh được cặp full 30 này rồi nha. Đấy, model là MI 12 và cặp này em sẽ bán với giá là 12 triệu đồng. Cũng là bên đây là một cặp loa full JBL tiếp. Đây là JBL M Pro, model là MDDM 212, cũng là bass 30 và một loa chép kèn. Đây, cái chép của nó giống như là cái hình quả táo, đây là ở bên trên này. Còn đây là họng kèn. Hai cái này cùng một bass 30 cùng một chép, nhưng mà nó khác cái chép một tí nha. Em cứ sẽ quay xe ra này. Đó, những cái dòng này đẹp, tuyệt vời đẹp luôn. Còn phía trước của nó là một cái tem JBL M Pro. Còn ở bên trên là một cái tay nắm này. Tay nắm này rất là xịn sò, nó bằng nhôm, hợp kim nhôm nha, cũng là một cái logo JBL M Pro này. Còn phía bên đằng sau của nó là một cái tem thông số. Model là MP212 Made in USA, trở kháng là 8 ohm. Đường vô của nó cũng là đường vô bằng jack 6 ly và thứ hai là đường vô bằng jack Canon. Đó, Made in USA nha. Hàng này hàng xịn sò của Mỹ luôn. Cái thùng rất là đẹp. Tay nắm của nó rất là xịn sò này. Đấy, bên hông của nó đây. 8 ohm luôn. Và hai cái model bass 30 này nó cũng cùng một công suất cũng như là cùng một mức giá này và cùng một thông số luôn, đều là 30 một chép kèn. Đấy, cái cặp JBL M Pro này em cũng bán với giá là 12 triệu đồng. Tiếng rất là kinh luôn các bác ơi, nó hát bay thật, nó bay luôn. Cái tiếng ca nó mình alo nhẹ là nó đã đủ to rồi nha. Đây, đặc trưng của những cái dòng JBL nè, hát không chê vào đâu được luôn. Rồi, và cặp này là giá là 12 triệu đồng nha, model là MP212 đến từ Made in USA. Còn bên đây em đang có hai cặp loa 4 tấc này. 4 tấc này cũng rất là kinh khủng rồi, mình có thể chơi gia đình phòng 30 đến 50 60 mét vuông, thậm chí là có thể 70 mét vuông luôn. Còn thứ hai nữa là mình có thể mang bốn cái dòng full này mình chơi ngoài trời, chơi nhạc sống hoặc là chơi kẹo kéo hay là chơi những không gian lớn, tiếng đáp ứng cực kỳ tốt. Đây là dòng full bass 40, một tép kèn và một loa 40 nằm ở phía dưới này, hai đốt thông hơi nằm ở hai bên, một cái tem JBL M Pro. Đó, cái thằng M Pro này, bass 40 này là anh của cái thằng M Pro bass 30 này nha. Nó có model là MDD 215 ở bass 40. Và mặt sau của cái JBL M Pro MP215 cũng là trở kháng 8 ohm, đường vô là đường vô 6 ly và đường vô jack Canon, được sản xuất tại Made in USA. Đây là dòng xịn nào của Mỹ luôn, tiếng nó cực kỳ là đáp ứng không gian lớn, rất là ấn tượng, rất là bay, không có bị đuối. Nhà anh chị nào mà phòng không gian lớn tầm khoảng 30 mét vuông đổ lên, mình nên chơi hai cái cặp bass 40 này về hát karaoke, tiếng rất là dày đặn nha. Và thậm chí là những cái tiếng micro, tiếng lời ca mình, cái độ sâu nó xuống rất là ấm. Đấy, xuống rất là sâu nha. Và hai cái cặp bass 40 này nó cũng đều là bass 40 và một loa chép kèn, nó chỉ khác móng một tí thôi. Đó, còn đây là JBL ZX 115. Đây cũng là Made in USA luôn, hàng xịn nha. Đấy, loa thùng loa rất là mới này. Bát rất là đẹp, màng loa còn zin xịn 100% luôn, kể cả côn kể cả gân nha.
những cái cặp loa nội vệ em trong tình trạng là chưa thay cũng như là chưa sửa bất cứ một cái gì luôn. Mình chỉ việc mua về mình hát thôi, bởi vì em đã cũng vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Còn đây là mặt sau của JBL GRX 115, cũng là trở kháng 8 ohm. Công suất của nó là 250 đến 500W là maximum của nó nha. Đây là những cái dòng loa, có mỗi dòng loa GRX 115 là họ ghi công suất ở trên, còn những cái dòng khác thì không có ghi nha. Như những cặp em vừa giới thiệu là không thấy họ ghi, nhưng mà những cái dòng bass 40 công suất của nó cũng tương đương với lại những cái dòng GRX 115 này, cũng là đường vô 6 ly và jack Canon này, trở kháng là 8 ohm made in USA. Đây hoàn toàn là dòng của Mỹ hết, đến từ USA này. Đó, như hai cặp 40 này đều là cùng một mức công suất là 250 đến 500W một quả các anh chị nha. Và cái giá của hai cặp 40 này cũng đồng giá nhau là 16 triệu một cặp. Cặp nào cũng hay như nhau hết. Em cũng đã test thử những cái dòng loa này rồi. Và bác nào quan tâm nữa thì lên Zalo nha em. Ví dụ như mình kết cặp 30 hoặc là kết cặp 40, có thể lên Zalo số điện thoại mà em ghi trên bài đấy, kết bạn rồi em gửi clip test qua cho nha. Tiếng rất là hay, đặc biệt là những trên những dòng loa full của JBL mình không cần phải bàn rồi. Thậm chí là nó có thể chơi ngoài trời được luôn. Đây giá là 16 triệu đồng là hai cặp bass 40 nha, là mỗi triệu mỗi cặp là 16 triệu. Còn giá 12 triệu là cặp bass 30. Những cặp này đều đến từ Mỹ hết. Và cuối cùng nữa là em cũng có một cặp loa cây cũng là của JBL luôn. Cặp này về trong tình trạng cũng đẹp xuất sắc nha. Zin xịn 100%. Em cảm nó còn rất là đẹp này. Đó, từ trên từ xuống dưới là đều đẹp hết. Đây là dòng loa cây của JBL, bass của nó đánh rất ấm, cực kỳ ấn tượng trên những dòng loa cây này. Đó, mình có thể hát karaoke gia đình phòng khoảng 25m2 đổ lại. Tuy nó không tiếng nó không có bằng những dòng loa bass full 30-40 này, nhưng mà nó lợi thế là được cái bass của nó nha. Cái bass của nó sẽ sâu hơn. Đây, bass đôi, đây là bass đôi 20, một loa mid và một loa chép titanium này. Đấy. Dòng loa cây. Đây, những cái dòng loa cây này nó về trong tình trạng rớt tem rồi. Mình sẽ quay mặt sau để cho anh em xem này. Đấy. Nó bị rớt tem rồi nha. Cũng như là nó bị mất tem đấy. Đây hai cây mặt sau này. Đó, có một hút hơi và một cọc loa. Em sẽ quay xe ra cho anh em nhìn cho đó. Đó, mất tem nha, không biết thương hiệu gì luôn, không biết model gì hết. Đây JBL. Đấy, ai bị xé mất tem rồi. Đó, tất cả các tuyến loa đều còn zin hết, kể cả những cái loa chép dom của nó này, loa mid này và hai loa bass nằm ở phía dưới. Đây là dòng loa bass thật nha, không phải bass cộng hưởng đâu ạ. Bốn bass thật luôn. Đây, có thể hát karaoke gia đình rất là hay, tiếng mid rất là to. Thì cái cặp này trong tình trạng là nó mất tem, nó không biết má gì hết. Em bán là 5 triệu đồng nha. 5 triệu này, dòng loa cây của JBL bass đôi 20 ba đường tiếng. Giá là 5 triệu đồng nha, hàng còn xịn cũng như là đẹp. Thùng vắt không bị bể nở, không bị cấn góc gì hết. Em còn đẹp nha, cũng không bị lủng luôn. Đó, phòng 25m2 nội lại hát karaoke rất là hay, rất là bay trên những dòng loa JBL này. Em cũng đã test cũng như là hát trên cái dòng loa này rồi. Tiếng cực kỳ ấn tượng này. Được giá là 5 triệu đồng một cặp loa JBL loa cây này nha. Còn những cái dòng loa full này là 16 triệu là bass 40 này và 12 triệu là bass 30. Và mọi chi tiết xin liên hệ cho em qua số điện thoại 0966 812 781. Em ship hàng toàn quốc nha. Và đây cũng là số Zalo của em này, anh chị cần gì lên Zalo nhắn tin, cũng như là em gửi những cái clip test từng cặp loa để cho các anh chị nghe qua nha. Rồi nếu được thì cọc trước cho em một ít để em ship hàng toàn quốc luôn. Và cái giá trên là em chưa có bao gồm với ship nha. Đây, nhưng ship những cái cặp loa này nó tầm khoảng 200 hoặc là 300, như những cái cặp loa bass 30 này nó tầm khoảng 250 đổ lại thôi, hoặc là 200 ngàn tùy theo xa gần. Còn bass 40 này nó tầm khoảng 300 ngàn một cặp. Đấy, kể cả những cái cặp loa cây kia cũng tầm khoảng 250 đổ lại nha. Đây, với ship cũng rẻ thôi, nó cao lắm là 300 ngàn đổ lại, nên nó rẻ thôi chứ không có nhiều. Như là những bác cứ nghĩ là mua cặp loa, ví dụ như mua cặp loa hết 5 triệu đi, thì ship hết 2 triệu, cái đấy là không có phải nha. Đấy, thì ship nó chỉ hết có 200-300 ngàn thôi. Rồi, và em xin cảm ơn, xin chào các anh chị và các bác rất nhiều đã quan tâm cũng như là theo dõi video của em ạ.
Em xin chào tạm biệt.